xin chào các bạn. trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel. giả sử như ở đây, tôi có các họ tên. bây giờ tôi muốn là chuyển các họ tên này sang chữ hoa. thì để chuyển chữ thường sang chữ hoa thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách. rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. cách đầu tiên á, tôi sẽ tiến hành là sử dụng hàm để chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa. thì cách làm cụ thể như sau. ở đây á tôi sẽ gõ dấu bằng sau đó tôi sẽ sử dụng hàm upper để tôi tiến hành là chuyển đổi rồi ở đây tôi chỉ cần gõ là up thì lúc này á excel nó nó sẽ gợi ý cho tôi sử dụng hàm upper này bây giờ tôi sẽ bấm phím tab thì lúc này á nó sẽ bằng upper mở ngoặc ra tiếp theo tôi sẽ chọn vào ô đầu tiên của cột họ tên sau đó tôi sẽ đóng ngoặc lại bấm enter thì lúc này các bạn quan sát ở cột bên trái á là Trần Văn Nam chữ bình thường còn cột bên phải á là Trần Văn Nam chữ in ho rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ sao chép công thức xuống các ô còn lại đó các bạn thấy không lúc này á tôi đã chuyển từ chữ thường sang chữ ho rồi tuy nhiên cách một này á nó có một hạn chế nếu mà tôi xóa dữ liệu của cột họ tên đó, tôi quét chọn vào tôi bấm delete thì lúc này á dữ liệu của cột bên phải á nó cũng biến mất luôn. Vậy làm sao? Khi tôi xóa cô họ tên ở đây á thì dữ liệu ở đây nó không bị biến mất. Thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào họ tên. Sau đó các bạn bấm phải chuột vào và chọn vào copy. Tiếp theo, các bạn chúng ta lại bấm phải chuột vào một lần nữa. Và chọn vào value. Thì lúc này á nó sẽ giữ lại giá trị và nó xóa công thức nha. Ban đầu nó là công thức. Rồi sau khi tôi copy và tôi dán á là tôi giữ lại giá trị và tôi xóa công thức. Thì lúc này á các bạn thấy này. Nó chỉ giữ lại giá trị mà thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ xóa dữ liệu ở cột họ tên. Thì các bạn thấy cột ở bên phải á nó không bị biến mất. Rồi đó là cách đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ sử dụng quật để chúng ta tiến hành chuyển đổi đó bây giờ tôi sẽ quét chọn vào họ tên mà tôi muốn chuyển đổi này sau đó tôi sẽ bấm phải chuột chọn copy tiếp theo tôi qua quật này bấm phải chuột chọn vào bếp rồi ở đây á tôi sẽ quét chọn vào họ tên vào top home chọn vào công cụ đó là Change cây bấm vào mũi tên chỉ xuống ở đây tôi sẽ chuyển qua in ho tôi chọn là upper này thì lúc này á nó sẽ chuyển qua in ho bây giờ tôi sẽ quét chọn và bấm tạo phím Ctrl C để tôi copy tiếp theo tôi sẽ qua Excel chọn vào ô này quét chọn vào các ô này bấm tạo phím Ctrl V Đó, kéo động ra thì các bạn thấy này cách thứ hai á nó cũng giúp chúng ta chuyển từ chữ thường sang chữ hoa bằng cách sử dụng Word rất đơn giản Nếu mà các bạn thấy cách nào nhanh đó Thì các bạn sử dụng nha Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển chữ thường Sang chữ ho trong Excel Nếu thấy video hay, hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi